Đêm chung kết xếp hạng người hùng tí hon với sự tranh tài của hai biệt đội mạnh nhất, biệt đội tinh nghịch và biệt đội vui nhộn. Kết quả này thì bản thân Huy cũng không hề muốn mình sẽ là người công bố. Một đêm bùng nổ, gây cấn, chứng kiến cuộc đối đầu đẩy lửa giữa hai giọng hát Nguyệt Thu, Kim Ngọc. Và đây là một cái bài con hát yêu thích nhất. Cô giày vò bản thân cảm thấy rất là có lỗi. Ý của con đến thời điểm này mới làm được như vậy, chú chúc mừng con. Hai cặp đôi nhảy múa Tuấn Phong Phúc Nhi, Thiên Tùng Lâm Anh, ngoạn mục. Rất tóm gọn lời nhận xét của chú John Huy Trần, đó chính là không thể tin được, hoàn toàn không dễ một chút nào hết. Càng ngày cũng càng khám phá, con nghĩ đẹp quá Tùng ơi. Tài năng nhí Ngọc Hân, Minh Hoàng. Mình không muốn trở thành con khán đồng ác. Con mà là chinh phục thế giới đó là chuyện nhỏ. Hai đôi mắt cô nó rồng luôn. Và hơn thế nữa là một cuộc chạm trán đang được mong đợi, chứng kiến sự so tài đỉnh cao của đội trưởng Quỳnh Anh và đội trưởng Đại Nhân. Biệt đội vui nhộn cảm thấy rất là hạnh phúc. Mình anh chỉ trông chờ vào điều kỳ diệu gì đấy xảy ra. Và chúng tôi xin được chúc mừng. Hãy đón xem tập chung kết xếp hạng được truyền hình trực tiếp vào lúc 21 giờ ngày 30 tháng 1 năm 2016 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Và được phát lại vào lúc 11 giờ 45 phút ngày 31 tháng 1 năm 2016 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Oppo Smartphone hân hạnh đồng hành cùng chương trình.